Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu là cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho hay một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung trên vì quá nghiêm khắc, chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán một bộ phận người Việt Nam. Bên cạnh đó, việc này còn có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, do đó đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế khi xây dựng dự luật theo hướng quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện, đảm bảo thống nhất với quy định tại Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, một số thành viên khác của cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất của Chính phủ vì nội dung này được quy định tại Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và thực tiễn đã chứng minh tính hiệu quả. Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Quang Hưng, Đoàn Bình Dương nêu dẫn chứng ở Phần Lan, tài xế được khuyến cáo nếu uống một chai bia thì phải nghỉ trong 1 tiếng, uống 2 chai phải nghỉ 3 tiếng trước khi tham gia giao thông. Thực tế, hàm lượng chất kích thích này chưa đủ tác động đến thần kinh, tài xế vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện giao thông. Chung quan điểm, đại biểu Phạm Đức Ấn, Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng các nước trên thế giới đều quy định tỷ lệ nồng độ cồn nhất định, không nhất thiết có nồng độ cồn trong máu và khí thở là bị xử phạt. Đại biểu Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị căn cứ vào sức khỏe của người Việt và tiêu chuẩn của ngành y tế để khống chế tỷ lệ phù hợp.